Chào mừng các bạn đã đến với Antalk, một chương trình podcast được thực hiện bởi Anh Hai Việt Nam. Đây là nơi mà chúng mình sẽ ngồi lại để nói về những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của những fangirl hoặc fanboy, chia sẻ về công việc và những điều thú vị của những người trẻ chăm chỉ và đẹp sau những fanpage của Anh Hai Việt Nam. Đến với tập đầu tiên của chương trình sẽ là một tập đặc biệt nhân kỷ niệm một năm ra mắt của Enhypen. Enhypen and Jin đang tổ chức một buổi tiệc lớn với tên gọi là Into the Endland và được trao cho trọng trách làm chủ trì của buổi tiệc ngày hôm nay. Mình, Tracy sẽ ở đây cùng với các bạn cho đến cuối buổi tiệc. Và đến với buổi tiệc ngày hôm nay chính là những cô gái mà luôn chăm chỉ, luôn nhiệt huyết và chính là những yếu tố kỳ cựu của fanpage Enhypen and Jin Việt Nam. Xin được chào mừng dàn admin xinh đẹp tuyệt vời. Mọi người có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình được không ạ? Xin chào mọi người, mình là Queen, là founder, leader, updater và là chan hàm của Enhypen & Jin. Rất vui được gặp mọi người. Hello mọi người, mình là Siri. Vị trí của mình là updater và chan hàm. Xin chào mọi người, mình là Thanh Nhi. Vị trí của mình là update và chan hàm. Thằng cấp Sumita. Hello mọi người, mình là Mirai, mình là một designer và lâu lâu thì sang làm charmer nữa. Xin chào mọi người, mình là Lai, một trong những thành viên lão làng nhất của EVNGVN hiện tại. Vị trí cho biết là translator Việt Anh. Hello mọi người, em là Rosie và vị trí của em là Trang Anh. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là chị Trang, người sẽ giúp mình chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay nha mọi người. Hello mọi người, hello mọi người, mình là Trang và mình là Timer của P. Xin chào, xin chào. Chào mọi người, yeah, hello. Bắt đầu buổi tiệc nha. Turn up the party. Ok. Thì trước khi mà mình tới với phần phỏng vấn của ngày hôm nay á, thì mình muốn hỏi mọi người là cảm xúc của mọi người ngày hôm nay như thế nào khi mà chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đến kỷ niệm một năm hoạt động của Enhypen rồi. Thì cảm giác đầu tiên thì cảm giác thấy là rất là nhanh, vì cảm giác như là Enhypen vừa mới debut mới đây thôi mà bây giờ đã được sắp được một tuổi rồi. Và với admin page thì cảm giác như thời gian cũng trôi rất là nhanh. Một năm qua thì nói chung là đã đi với em phần từ lúc Island đến bây giờ rồi, nhưng mà cảm giác như là vừa mới biết cả nhóm mới đây vậy, thì cảm giác rất là bồi hồi, xúc động. Giống như là nhìn các bạn ý trưởng thành từ lúc chưa debut cho đến khi debut cho đến bây giờ là đã được một năm rồi. Khác với chị Quỳnh là đi với Enhypen từ Island rồi, còn em thì cũng mới được vài tháng thôi nên là cảm giác nó khá là kiểu hồi hộp và cũng có chút kiểu hơi tiếc nuối là những ngày đầu không được nhìn thấy Enhypen. Thật ra thì chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến ngày kỷ niệm một năm hoạt động của Enhypen ấy, nên là mình cũng như các thành viên trong Tết và tất cả các bạn engine nữa. Có lẽ là mọi người rất vui và rất xúc động vì trong một năm qua đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Enhypen. Xin mời em Lai. Thì em cũng giống như chị Quỳnh ý, thì em đi từ những cái ngày đầu của Island rồi, cảm giác nó nhưng mà cảm giác nó rất là nhanh, kiểu ngoảnh mặt lại và cảm giác như mới có ngày hôm qua chứ không phải là đã một năm rồi. Em cũng kiểu đây là nhóm đầu tiên em đi cùng từ những cái ngày đầu mà thậm chí trước ở debut, thế là cảm giác nó rất là xúc động. Em chỉ cảm giác em cũng giống với mọi người là em thấy thời gian trôi quá là nhanh đó, tại vì em cũng theo Enhypen từ hồi Island lên là lúc em có tưởng những mấy cái ngày mà ngồi canh cái Enhypen em hai nó rất là gần đây thôi là em cảm thấy rất là nhanh, cũng như là cũng rất là vui khi mà Enhypen lên chưa rất là. Khi mà nhắc tới Enhypen đó thì hơn một nửa sống ở đây á, có lẽ là đã theo dõi Enhypen từ hồi Island rồi. Tất nhiên là hôm nay mình không thể không nhắc tới cái show này mà đúng không? Đây là cách mà Enhypen được hình thành mà. Bây giờ mình ôn lại một chút kỷ niệm nha. Khi mà mới bắt đầu coi Island á thì thành viên nào là thành viên gây ấn tượng đầu tiên đối với mọi người?
Thành viên gây ấn tượng đầu tiên với chị nhất mà từ cái hồi vừa mới công bố luôn ấy thì là Hy Dương. Hy Dương thì được kiểu công bố trong một nhóm 6 người thì Hy Dương được công bố kiểu cũng cái nhóm đầu tiên đấy, thì chị đã ấn tượng với bạn ấy rồi, kiểu là hình profile nhìn rất là kiểu đúng cái gu mà BS của chị ở trong K-pop từ trước giờ ấy. Đấy, nên là kiểu nhìn vào phát là kiểu cảm giác bạn này chính là gu của mình. Xong rồi cái từ lúc đấy là ban đầu trước khi mà ra hình profile ấy, chị công bố là chiều sâu thôi ấy, chị bảo là chỉ xem thôi chứ mình sẽ không pick nữa. Nhưng mà khi nhìn Hy Dương thì mình đã cảm giác ồ bạn này đúng là kiểu người mình thích, gu mình thích rồi, nên là chị đã pick Hy Dương luôn ngay từ lúc đấy. Và cho đến khi chiếu sâu đến bây giờ đấy, vẫn là thích Hy Dương kiểu ấn tượng nhất khi mà nhìn vào. Với mình thì mình cũng giống Quỳnh thôi, nhưng mà pick của mình thì là chắc cứ cũng ấn tượng từ hình profile. Sau đó thì theo dõi. Thì người đầu tiên em biết và em ấn tượng thì cũng là Sunghoon luôn. Thì cái khoảng năm 2018 á, là em thấy Sunghoon ở trên một page công cộng, chắc là cũng giống như chị Trang ấy, là kiểu thấy ui đặc biệt quá sao mà đẹp thế này, và ồ tình cờ là anh ý tham gia Island. Nhưng mà lúc đấy là em không theo dõi Island ấy, và sau này khi mà em xem lại thì em có một cảm giác là ôi mình chắc là mình đã chọn đúng người rồi, khi mà xem Stay The Seven Sense với Sunghoon ấy. Đó, thì kiểu em rất là, đó là cái Stay ấn tượng nhất trong cả mười mấy tập Island với em luôn, và Sunghoon cũng là người em ấn tượng nhất. Của em ấy thì ấn tượng đầu tiên của em không phải là BTS, nhưng mà cũng giống chị Quỳnh là Hy Dương. Nhưng mà em không phải là, em ban đầu em thấy ảnh profile kiểu từ hồi công bố là online tham gia Island của thành viên thì em không ấn tượng với ai cả, em chỉ kiểu xem qua một lượt thôi. Còn em ấn tượng với Hy Dương là tại vì tập đầu là Hy Dương được bầu làm gọi là leader của mọi người cho bài Into the Island, thì em cảm giác Hy Dương rất là ngầu ấy. Thì cái em nhát là rất là ngưỡng mộ ấy, kiểu làm leader các thứ như thế. Đến bây giờ vẫn theo chân leader đúng không? Đúng rồi. Còn đôi gì thì sao này? Thật ra là đầu tiên em không có định đu Island đâu, nhưng mà tới lúc mà sau Stay Into The Island thì bạn em có gửi một cái video trực băng của Sunghoon. Thế còn em bị ấn tượng với cái video đó thì mới bắt đầu coi Island. Đầu tiên như vậy là Sunghoon luôn. Nhưng mà sau qua đến phần 2 của Island đến Stay Number 5 thì bạn Stay Into Sunghoon, và cái Stay đó Sunghoon rất là dễ thương. Đúng cù của em đó. Là kiểu của cái nhiều người nổ Sunghoon trực băng mà đúng không ha? Đúng rồi, mọi người nuôi trực băng. Vậy thì khi mà sau cái ấn tượng ban đầu với lại hiện tại, những cái thành viên của N-Hyphen á, có cái thành viên nào mà khiến ấn tượng của mọi người kiểu thay đổi hoàn toàn 180 độ luôn không? Có, đối với chị thì là Nikki. Thực ra thì từ cái hồi Island ý, cái lúc mà vừa mới đến Island thì chị không ấn tượng với Nikki một chút nào. Vì lúc đấy thật sự là kiểu Nikki nhìn rất là giống kiểu một kiểu em bé, kiểu nhìn rất là nhỏ tuổi. Rồi đến khi vào sâu thì thực sự là ngay cái part 1 chị rất là ghét Nikki luôn ý. Chị đã từng có suy nghĩ là nếu Nikki sẽ không được debut, nếu như mà Nikki debut thì chị sẽ kiểu thích cả nhỏ nhưng mà trừ em ý ra ấy. Đấy, rồi nhưng mà đến khi sang part 2 thì kiểu mình dần dần lấy lại thiệt cảm rồi, xong rồi thấy cảm giác là Nikki nhảy rất là đỉnh. Rồi kiểu là bắt đầu chị nghĩ là phần trăm debut của Nikki là không luôn ấy. Đấy, vì kiểu là thế. Xong rồi đến càng ngày thì chị thấy khả năng Nikki được debut rất là cao. Và cuối cùng khi mà Nikki debut cho đến tận bây giờ thì Nikki đã thay đổi cái kiểu suy nghĩ của chị rồi. Cái xưa chị rất là ghét, nhưng mà bây giờ chị kiểu gần như là rất là thích Nikki ấy, kiểu thế. Đấy. Em nghĩ kiểu đó, với cái suy nghĩ đó kiểu rất là nhiều người giống như vậy luôn đó, tại vì em cũng là một trong số đó. Ấn tượng đầu thật sự về Nikki khá là không tốt đó. Mọi người có cùng suy nghĩ không? Có nha. Chính xác luôn. Tại vì kiểu đối với em thì ấn tượng đầu của em đối với Nikki thì lại là em này kiểu lầm lì á mọi người. Kiểu dù chẳng nhé. Kiểu đúng rồi, tính kiểu có hơi đúng rồi, nên là
ấn tượng cũng không tốt lắm cho đến khi em biết kỳ review cùng với anh hai mình, kiểu lúc đó em vẫn có cảm giác rất là sai á, nhưng mà tới tận bây giờ thì thôi kiểu quỳ gối trước em luôn rồi. Ừ đúng rồi, thực sự là đến cái gần cái lúc mà gần sang part 2 ý, cái phần đầu part 2 chị vẫn còn nghĩ là nếu như muốn Nikki review thì mình sẽ không stan em ý. Rồi đến khi review rồi thì nhiều lần chị đã kiểu suýt nữa là bia sang Nikki luôn. Đúng rồi. Xin lỗi em đi. Xin lỗi em. Bây giờ luôn là yêu em. Chân thành quỳ gối xin lỗi em. Chắc là mọi người còn những cái ấn tượng khác mà đúng không? Mọi người có muốn chia sẻ không? Có, em cũng là Nikki lúc ấy làm cái chia sẻ của em khá là khác mọi người ý. Kiểu như là lúc em xem thì có thể là do hồi cấp 3 là em có tham gia một nhóm nhạc ý. Nên là khi mà em xem mà cái stage đầu tiên Into the Highland ý, mà Nikki nhận part 1 ý, em cảm thấy khá là đồng cảm và khá là thấy thương. Tại vì là đứng vị trí ở một người nhận là part 1, xong leader, xong rồi làm kiểu chỉ dạy lại mọi người, xong rồi quan sát lại mọi người ấy. Xong mà kiểu những cái lời gọi là nhận xét và mọi người đối xử với em ấy, thì em thấy rất là thương. Đó là một trong những lý do mà Nikki trở thành một đứa em trai, kiểu em cảm giác em này giống như là một đứa em trai của mình. Mình nghĩ kiểu hầu hết là khi mà thay đổi thì một phần là do mình cũng chưa hiểu về các thành viên rõ, nên là đôi khi kiểu ấn tượng đầu nó lại không tốt đúng không? Vậy thì khi mà xem ai lên á, mọi người có cái màn trình diễn nào mà mọi người nhớ mãi tới tận bây giờ không? Cái phần trình diễn mà chị nhớ nhất thì là Die to You. Vì cái phần đấy là kiểu Jay là không được hy sinh trọng vào team Flicker đúng không? Thì cái lúc mà em ấy tức giận này, xong rồi là vì cái sự tức giận đấy mà nên làm tự xưng mình làm leader, rồi ngồi chia part cho mọi người, rồi tự dựng vũ đạo, kiểu giúp mọi người tập vũ đạo, rồi giúp Nikki tập thể dục để kiểu nhảy tốt hơn các thứ ý. Rồi sau khi diễn xong thì lại bị kiểu producer kiểu cũng nhận xét không tốt một chút, nhưng mà cũng an ủi các bạn. Thì lúc đấy chị rất là thích cái tính cách dẫn dắt nhóm của Jay, và cái step đấy thực sự là rất là đỉnh, các bạn ấy đều làm rất là tốt nên là chị rất là thích cái step đấy. Còn em là thích The Seven Sense nhất là bài Best Love của Jay và Sơn Hương đó. Lúc nãy em nói rồi, tại vì là trời ơi em không tại vì cái ca khúc đấy là một ca khúc em đã thích trước đó rồi, thích cả phần nhạc và phần nhảy đúng là vũ đạo đó. Thì kiểu em kiểu cái lúc mà nhạc nó vang lên xong rồi bắt đầu cái background đằng sau nó chuyển thành màu đỏ đúng không nhỉ, xong rồi chỉ thấy hai bóng người thôi, trời đất ơi trái tim em lúc đấy cảm xúc rất là mạnh mẽ luôn, trời ơi. Đối với mình thì màn trình diễn nhớ nhất là bài Tết đại diện nhóm ấy, vì nhiều cái bài đấy mà mình có thể chứng minh đọc hố xong luôn được. Bởi vì từ đầu tiên mà em, từ ban đầu cho đến trước tập đấy thì mình chỉ có hy sinh mấy con nu thôi. Thế là từ cái hôm đấy thì thấy xong hôn mới bảo là ôi sao không nhìn thấy sớm hơn, đẹp trai luôn ý, đẹp trắng, đập thẳng vào tim luôn. Cái step mà em ấn tượng nhất mà nó cứ phải gọi là kiểu làm em nhất định phải là step đó, Chamber 5 ấy. Thì cái outfit của BS của em từ Young One ở trong đấy nó chính rất là gu của em ý. Em rất là mê cái outfit đấy luôn, mà từ cái set này nó em chính thức kiểu đổ không dứt ra được Young One. Vì là cái bài này nó cũng là gu em, tạo em bánh béo mọi người. Thích những thứ dễ thương. Với em thì em thích cái đại diện nhóm nhất, Dance của Island, cái bài Randism. Tại vì lúc mà coi đó là đầu tiên là em kiểu bị ấn tượng Sơn Hoon đầu tiên, và trong em sau cái đó bị Sơn Hoon không đến lúc mà coi lên đó thì có cái đoạn mà Sơn Hoon với lại Jay đổi vị trí thay nhóm diễn đó, thì có lúc đó bị căng thẳng đó, nên là em cũng chờ cái thứ nhất, với cả là Sơn Hoon trong cái stage đó mặc áo trắng, xong rồi mặt trắng trắng, nhưng mà khúc đầu nhảy popping
kiểu rất là ngầu á, nên là nên mặc dù em đổi trong môn từ Chamber 5 nhưng mà cái stay Phoenician đó là cái stay em coi nhiều nhất của tôi. Cái style kiểu ai cũng thích chứ mọi người. Đúng rồi, hello. Cái style mà chị kiểu thích Sung Hoon hơn ý. Thì nói trước chị không để ý Sung Hoon nhiều lắm đâu. Xong rồi xem style đấy xong rồi suốt ngày đi xem phong cam của Sung Hoon với cả Trung Quân. Cái lúc nào cũng hello. Hello. Cái đoạn hello đấy kiểu thật sự là rất là viral luôn ý. Iconic. Vậy thì khi mà mình coi cái tập cuối cùng của Valen đó mọi người, cái cảm xúc đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy tên nhóm là gì? Tôi tự trả lời trước luôn. Thì cái lúc mà anh hai mình công bố tên nhóm á, là tôi lúc đó là đang làm cho một cái fanpage social của K-pop, sau cái đó phải đi update bài á, cái tự nhiên lên cái K-pop nó lên bài kiểu hả nhóm mới của V-Live là anh hai mình, cái tôi kiểu hả cái gì vậy má, cái tên gì hè vậy, mày đọc cái nào em rồi đọc sao em kiểu fan của em cũng thấy ý hệt luôn không biết đọc như nào kiểu Anna fan cái tên Anna fan gọi là Anna fan. Nhưng mà khi mà nghe được tên nhóm thì chị cảm thấy là may mắn, vì biết sao không, vì lúc trước trước khi mà chương trình chưa đến chung kết ý thì có một cái rumor là nhóm debut sẽ tên là Dragon D cái gì đấy. Thì bản quyền của tên đấy luôn rồi, xong rồi kiểu sự lúc đấy kiểu tham mắc cái tên gì mà ngay trẻ trâu thế. Nhưng mà đến khi ra đấy là mình gì, đến khi mà công bố tên anh em cũng không để ý nhiều mấy vì cái lúc đấy đang bận vốt ý. Thế là thì công bố thì công bố thế thôi, mình cứ biết thế thôi. Sau khi mà đọc ý nghĩa thì thấy cũng được, nói chung là không phải tên cái đẹp cái tên Dragon D thì đã được rồi. Đúng rồi, nếu mà nói một cách thật lòng thì ý nghĩa của tên nhóm đúng là đúng kiểu không đùa đúng đâu. Đúng rồi, tên nhóm thực sự là đọc thì có vẻ đơn giản, nhiều người nếu như mà người ta không biết thì người ta thấy rất là bình thường, nhưng mà khi mà hiểu được ý nghĩa thì cảm giác rất là ý nghĩa thôi ý. Vậy thì ở đây mình có những cái thành viên cột trụ là founder của N-Hypnotin Việt Nam đúng không? Thì các chị có thể kể lại một chút về cái hành trình mà thành lập và duy trì N-Hypnotin Việt Nam không? Chủ trì là chứ? Thực sự thì Tết là do chị lập ra. Trong cái đêm, ngay trong cái đêm chung kết luôn, thì cái lúc đấy là kiểu chị đã có suy nghĩ từ trước đấy rồi, có nghĩa là nếu như mà tất cả các pick của mình ấy đều vào nhóm ấy thì chị sẽ lập page để support cho nhóm. Xong rồi cái lúc mà kết thúc chương trình rồi ấy thì kiểu là gần như là nửa cái nhóm là toàn là pick của chị thôi, nên là chị cũng đang nghĩ là support rồi, nhưng mà lúc đấy là chị không có một cái kinh nghiệm gì cả, chị chưa từng làm page. Trước đó cũng có một cái blog nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà kiểu là của idol khác ấy, và chị cũng rất là lười làm ấy, rồi cũng bỏ trống lâu rồi, rồi chị tôi chưa bao giờ làm bếp cái, lúc đấy còn không biết mò thế nào để mà lập một cái trang mới cơ. Rồi kiểu lúc đấy mình có CD với Tani, kiểu lúc đấy là chị ở chung với nhau, xong rồi cùng coi chung kết, xong rồi lúc đấy chị cũng hỏi là có nên lập không nhỉ, xong rồi kiểu nằm chằn chọc mãi, xong rồi tự dưng thấy một cái bếp của em còn nổi lên, kiểu là vừa mới lập tên nhóm thôi đã có bếp rồi ý. Xong rồi chị cũng suy nghĩ mình có nên lập nữa không, vì người ta đã có bếp rồi, suy nghĩ thế nào, thì cảm thấy là bây giờ kiểu nhóm cũng mới, kiểu sợ cũng chưa có ai biết đến nhiều cái nào ấy, thế là chị quyết định chị lập luôn. Lúc đấy chị có ba đứa, chị cùng chị nhất định kéo hai đứa này về làm chung với chị đấy, kiểu hai đứa là kiểu bị bắt buộc chị lập lên và thêm hai đứa để vào làm luôn đấy. Ồ, kiểu không biết gì cũng bị lôi về. Cũng lôi một cái cả ba đứa đều không có một chút kinh nghiệm nào là hết. Lập ngay cái đêm đấy, kiểu lập ngay luôn, xong rồi úp thay, tìm đại một tấm hình thay lên rồi úp lên là bài, là cái bài đầu tiên là cái bài giới thiệu nhóm là gồm bao nhiêu thành viên rồi các thứ, thứ hạng bao nhiêu thứ ấy. Đấy, thực sự lúc đấy là bắt đầu tập tành và bắt đầu kiểu đi tìm hiểu, trong rồi cái đêm đấy chị thức đến tận 1-2 giờ sáng thì đấy đi xem các page khác để người xem người ta úp đấy như thế nào ấy, thì mình tập bây giờ bắt đầu từ lúc đấy để mình làm, bắt đầu lúc đấy mới là đi tập làm từng thứ một. Cho nên là câu chuyện lần đầu được nghe luôn mọi người. Em cứ tưởng là chị Quỳnh có kinh nghiệm đã có kinh nghiệm trước đó rồi. Thật sự là chị Quỳnh không có một kinh nghiệm nào luôn ý. Đấy, lúc đó chị cũng đã có suy nghĩ ra nhiều lần, kiểu mình xin vào page của idol vì chị cũng có idol trước ấy, thì chị cũng định là xin vào page của idol mình làm thử, nhưng mà chị cũng nghĩ là
thấy người ta update chuyên nghiệp quá, xong rồi sợ mình không làm được, mình không dịch không update được ấy, thế là thôi sợ không là không không dám làm nữa. Là lúc sau lại muốn thử thách với cả em hay vừa xong rồi tự mình gánh hết một cái test luôn. Trời ơi, đúng rồi, người founder dũng cảm. Quá giỏi, quá giỏi. Quá tay. Giỏi. Thì trong cái quá trình mà phát triển hay như vậy á, có cái khoảnh khắc nào mà khiến chị phải đầu óc kiểu quay cuồng luôn? Có một cái là cái ngày 19 là ngày chung kết đúng không? Thì cái sáng 20 đấy là chị có công việc ấy, phải đi ra ngoài. Nhưng mà cái hôm đấy là đúng trời Hà Nội thì là mưa, mưa rất là to luôn ấy. Xong người ta đến kiểu đón chị đi thì mình, mà cái sáng đấy là công ty úp rất là nhiều content. Xong kiểu mình lần đầu mới làm phép mà mình chưa biết cái gì cả. Một chút thông tin kiểu update như thế nào, có nên tạo album hay không, nên viết bài ra sao cũng không biết. Rồi mà bài kiểu content úp ảnh thì cứ úp lên liệu. Thế là chị ngồi sau, nhớ rõ cái khoảnh khắc mà cái chị gái của chị ngồi chở trước ấy, xong rồi chị ngồi sau áo mưa, chùm áo mưa lên, xong rồi cầm tay thì cầm tay lại. Mưa đi trời, nhiệt tình nhiệt trời. Mưa 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 mưa, xong rồi trong cái áo mưa đấy mình cầm điện thoại, xong rồi đến chị đến cái chỗ mà cái chỗ làm việc ấy thì cũng bớt rồi, rồi cũng ngồi bấm điện thoại, cứ làm được một tí lại lôi điện thoại ra để xem check xem là công ty có úp gì nữa không, rồi vừa lên vừa update này, xong rồi vừa nhắn tin cho CD rồi cho Tan như bảo là xem có cái gì nữa không thì update lên nhá các thứ. Nói chung là cái hôm đấy kiểu không giờ điện thoại được một chút nào luôn ý, kiểu cảm thấy như là mọi thứ nó vừa mình vừa mới tập làm quen nhưng mà mọi thứ nó kiểu đến dồn dập công ty úp rất là nhiều lúc ngày ấy, kiểu cảm giác nó khó ấy. Lúc đấy chị còn nghĩ là thôi hay là mình còn nên bỏ hay không vì nó quá nhiều việc ấy đấy. Lúc đấy chị đã từng nghĩ là đơn là một ngày bỏ luôn không cái bếp luôn không. Tôi không biết kiểu các thành viên khi mà nghe chia sẻ của lịch trời như vậy thì cảm xúc của mọi người như thế nào nhỉ? Kiểu bị sốc quá mọi người, kiểu không nghĩ là như vậy. Tại cá nhân tôi cũng đang là founder của một phê, nên là lúc mà nhìn vào AI Bình Đàn Chi nè, kiểu nhìn nó chuyên nghiệp với mọi người. Xong cái tôi nghĩ là chắc là Queen cũng kiểu chuyên nghiệp, kiểu làm cho cả chục hai chục phê K-pop từ trước rồi đó. Đâu có ngờ là mới nhờ anh Hai Bình mình đây là fanpage đầu tiên mà Queen làm sau đời đâu vậy đó. Em thế em nhìn chị Queen kiểu làm nhiều vị trí trong lúc em mới vào, em nhìn cái form update bài, tại vì là trước khi mà đền đơn đăng ký cho phép thì em cũng follow, cảm thấy hợp không thì em mới xin vào ấy, thì em thấy với mình rất là chuyên nghiệp. Và sau khi vào phép làm việc với mọi người thì em cũng thấy chị Quyên như thế, nên là lúc nãy chị Quyên bảo là chưa có kinh nghiệm ấy, và đây là cái phép đầu tiên thì em cũng thấy rất là ngạc nhiên và rất là respect. Cảm ơn. Thật sự là tới ngày đầu thì có một mình chị ấy thôi, cũng có Chili với cả Tân Nhĩ giúp đỡ ấy là mới được như ngày hôm nay. Thường thì hồi mới gặp ấy, thì hồi đấy là mình vẫn đi học offline ấy. Thế cho nên là kiểu đi học bận mà ở trên trường ấy, wifi thì nó cũng gọi là chập chờn. Nên nhiều khi cũng không update được sớm. Tất cả có những lúc mà cũng là comeback hay là đợt debut ấy, comeback này, mà đi học ấy thì là chạy, nói chung là rất là khó khăn. Có những lúc bị 4 giờ đi học về mà 4 giờ ra MV ấy, thì vừa đi đường mà vừa update. Trời nó kinh khủng, có hôm còn mưa cơ, hôm mưa đấy xong cầm ô xong. Đầu tiên đấy. Có phải đấy rồi. Hơn với cả trung tây, cái lúc đấy bọn chị vừa 3 đứa đều mới vừa mới đi học về luôn. Mưa tầm về đi bộ ấy, rồi cầm cái ô xong rồi đứng ngoài đường xem MV, rồi tắt màn hình, kiểu lên tết. Rồi còn cái đơn mà cái đợt mà debut ấy, đi vào different section ấy, thì cái hôm đấy là cũng may là cái hôm đấy đợt bọn chị đang nghỉ ở nhà để ôn thi các thứ ấy, thì cái đợt đấy là kiểu chị là người đi tìm hiểu nhiều nhất, xong rồi kiểu chị cũng là người có kinh nghiệm để update nhiều nhất ấy, và pet cũng là do chị lập ra nên là chị cảm thấy chị cần có trách nhiệm là update hết tất cả, cũng ngại không muốn nhờ hai bạn kiểu ấy quá nhiều. Thôi là chị tự làm, xong cái hôm đấy đúng là chị thức từ lúc cái đêm trước debut ấy, thì chị thức đến 2 giờ sáng thì chị chăn bài. Xong rồi chị hẹn giờ để 6 giờ sáng dậy úp bài.
Xong rồi từ cái lúc đấy đến cái lúc mà kết thúc ngày đấy luôn, chị nhớ vọn vẹn là phải gần 40 bài trong một ngày một mình chị úp. 40 bài và vừa update vừa trang này, vừa update hình này, xong rồi lên MV, lên link các thứ. Nói chung là cái đợt đấy kiểu mình không biết đây là cái gì mình cũng update hết, kiểu có cái gì mình cứ đẩy lên hết, không biết là có nên úp cái này hay là không nên úp cái này, cứ có gì là mình đẩy lên hết, tức là rất là nhiều bài luôn ý. Đấy, lần đầu tiên kiểu mình vì cái page vì em hay vườn mà thức dậy vào lúc 6 giờ sáng mà từ hôm đấy là đúng thật sự. Các bạn là em hay vẫn hay hay có những cái tên nhiều ấy vào cái khoảng thời gian mà mình sắp thi. Trời ơi, nó kiểu nó cứ đúng vào cái dịp đấy nên là cảm giác là mình không có thời gian ấy. Đúng rồi, cảm giác mà lên lớp xong rồi còn lén phải lén để điện thoại ở dưới bàn để bấm để úp bài vì sợ thầy cô thấy rồi các thứ. Mà cái hôm review đấy chị còn ở một mình nhá, kiểu hai đứa nó về quê rồi ấy, chị ở trong phòng một mình. Mà động lực không biết động lực nào mà đã thức nhìn vào lúc 6 giờ sáng như thế. Ví dụ ở chung thì kiểu kêu nhau dậy là còn dễ dậy hơn ý. Đây chị ở một mình chị cãi đồng hồ nhá. Chị tắt đồng hồ đúng một lần chị dậy luôn. Không có đồng hồ, không có lên kêu lần thứ hai luôn ý. Đấy, động lực. Trời ơi. Đỉnh cao. Sức mạnh của tình yêu. Đúng rồi, sức mạnh của tình yêu. Bây giờ chúng ta qua phần cò nhanh một chút nha. Nãy giờ mình hơi nghiêm túc quá. Bây giờ em hỏi mọi người trả lời thật là nhanh cho em nha. Ba tính từ để miêu tả cảm xúc của bạn khi lần đầu được nghe album debut. Ồ, tuyệt vời, đẹp trai, xuất sắc. Đẹp trai, sướng, vui, hồi hộp, mong đợi, tự hào. Em là cảm thấy sợ, thấy sợ và thấy sợ. Đẹp trai, tuyệt vời, tự hào. Hồi hộp, đẹp trai và không biết ạ. Cái có một tôi đẹp đã phê. Đẹp trai hết vậy. Tôi đẹp đã phê. Chẳng đẹp trai, chẳng đẹp trai. Ok, tiếp theo. Một thói quen của một thành viên mà bạn cho rằng nó rất dễ thương. Là lúc nào mà phát biểu mà kiếm miệng cứ chu chu lên của cái ý đấy, là mỗi lần mà kiếm miệng cứ chu chu hoặc là ăn cái gì khỏi thì đấy chu chu lên rất là đáng yêu. Chấp niệm trong quân là con mèo rất lớn nên là mọi hành động của trong quân đều rất dễ thương. Đúng ý. Em thấy chết hay dựa đầu các thành viên khác. Mỗi lần mà do vai nó úp với lại con kiểu nó hơi đưa đưa lên trên nó nhìn cái bàn tay đó nhìn rất dễ thương. Chết cứ hay là bặm môi với cả hay chu môi. Chu môi lúc mà kiểu bất ngờ ấy, hay là kiểu mắt mở to ra xong miệng cũng kiểu há to lên xong kiểu để thế khoảng 1-2 giây nhìn nó là ngộ đáng yêu luôn. Có con mèo gì như con mèo thì con mèo bằng da bằng thịt cho mọi người. Con mèo thì nó cũng bằng da bằng thịt mà. Con mèo là con người nhá. Ấy là con mèo giống con người nhá. Con mèo giống con người nhá. Tiếp tục này, một câu nói của một thành viên mà bạn nhớ nhất. Của Jay, các cậu là tương lai của chúng mình. Của Jay thì là các bạn là những vì sao đối với mình. Của trong quân chỉ là mình sẽ khiến cả nhóm trở thành nước một thế giới. Mình sẽ chờ đợi. Em nhớ nhất là trong Island, là quân gọi Jay là Jay không? Ôi, mình lạc lời mọi người quá. Đây, cứ mai nè. Cứ mẹ nè. Cái con của Jay chung cây gặp con. Dũng Quân là câu trong fan meeting hôm trước là mình luôn luôn yêu các bạn ý. Trông rất là sốt. Với em là cái lúc mà trong Island đánh tên em hai phần Dũng Quân đánh cái tên là kiểu wifi không được conditional ấy thứ. Ok, tiếp này. Một thói quen mà bạn có được từ một hoặc là nhiều thành viên. Nghĩ là chị cũng có vì đến chị cũng không biết thói quen của chị là gì. Em cũng giống chị quen. Là check đấy, check hay có câu cửa miệng là chính cha. Đây là lúc nào mình là đúng rồi. Là lúc mình nói chuyện với thầy cô hàng cũng cần đệm từ chính cha vào phía trước không? Lúc nào cũng thế. Còn em là dạo này em hay cười giống Trung Quân. Hay đùa theo câu của Xuân thôi. Miso với công tô miso mọi người. Đó. Chị thì cũng không có thói quen gì. Câu hỏi này rất là quan trọng này mọi người. Nếu như cùng tham gia Squid Game thì ai sẽ là người chiến thắng? Nikki. Nikki.
không đừng nói như xứng. Ban đầu em cũng nghĩ là Mickey nhưng mà nghĩ là để em lại thấy tức là anh không biết em cảm thấy như thế. Chị trong quân ấy. Ủa mọi người không ai nghĩ chơi thắng ấy chờ. bây giờ mọi người thử xếp hạng thử xem kiểu người nào bị loại đầu tiên cho tới người chiến thắng đi. Chay đầu tiên là game đầu tiên là 2-1 đó. Nhưng mà chị cũng nghĩ là chay. Hai đứa một dễ thắng mà. Ủa cái đấy là cái chơi. Chơi cái hồi sao cũng tăng bằng. Nhìn cái đồ ấy. Có chơi cái trò đấy. Ừ, nghĩ ai sẽ chết đầu tiên ngoài chơi ra. Người thứ hai. Chết cư. Chết cư hoặc là Sanu. Em nghĩ là Sanu. Chết cư hoặc là Sanu. Ok, người có thể sẽ hai người vào final. Hai người vào vòng chung kết. Trong hôm thì sẽ chết ngay cái phần tách kẹo ấy. Chị nghĩ sẽ là trong quân. Nikki vào trong quân. Kiểu Nikki vào chung kết rất là nhiều đúng không? Đúng. Ok, tiếp theo này. Dự đoán chiều cao cuối cùng của Nishimura Nikki. À, một lúc. Chị hỏi đâu em biết. Không biết không tới đâu. Nhưng mà chị nghĩ là 2m5. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi tưởng hành gặp tận mấy năm nữa mà mấy hộp tên tên nữa lại gặp hơn 1m9 lại có thể luôn. Trời, nếu mà 1m9 chắc tôi sốc đó. Sốc. Có thể 88 hoặc là 1m8. 87 còn 88 là vừa ấy nhỉ. 88 năng toàn. Đứng nhưng nó sẽ kiểu hỏng, nó sẽ hỏng. Nhìn lại chơi với cả trong quân thì ôi trời ơi. Đứng như thế. Không, nhưng mà kiểu là nhóm kiểu là cũng không phải là quá thấp ý kiểu. Vì nhìn chiều cao gen 4 hiện tại nó quá cao nên là nhìn Elephant nó bị thấp. Nhưng mà thực sự là Elephant chiều cao thì cũng không thấp. Nhưng mà kiểu là cũng đồng đều cả nhóm. Dáng đẹp. Dáng đẹp. Body. Ăn dài. Body có thể đẹp. Nikki đừng cao để mít chiều nha em. Được cao vậy. Chân dài. Ok mọi người. Bài hát chủ đề hay nhất. Và tại sao? Chị nghĩ là khi mình thích mình. Mình cũng hay, bài hay nhất. Một lần không ấn tượng đâu, nếu nghe nhiều lần thì ấn tượng. Nhạc giọng nó hay, nhạc giọng hay lắm. Thì nó rất là kiểu nhạc không phải nghe một lần đã thấy hay, nhưng mà thực sự là nghe nhiều lần thì sẽ thấy hay, và cũng là một cái bài chủ đề được nhiều fan thích nhất. Mọi người ơi, mọi người có biết tiếng rít lúc nào không? Cái gì đó biết? Rít lúc nào ấy? Tính từ đấy kiểu thế. Vừa ở trong cái bên chỉ cần có một đại như thế như tiểu xích thuốc nào ấy. Tí nữa phải chắc lại liền mới được. Những thứ kỳ quái này cũng xuống. Những thứ kỳ quái này là xích thuốc. Ngoài em vẫn thích run face nhất. Tại vì chứ còn run face mỗi lần em nghe em bị sợ, mặc dù bài này rất là hay nhưng mà em vẫn bị sợ. Đoạn răng nhanh của trong quân á. Ừ, nhưng mà đẹp nhưng mà vẫn sợ. Em sợ cái tiếng lúc chia sầu hay là một cái đoạn in đó 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 cái đoạn. Trời ơi, nghe sợ chết, tối không dám xem MV. Ví dụ là cái MV đấy chị đã mở cho một cái bạn không phải là fan của Apple xem ý. Thì kiểu bạn ý cũng thích trong quân, vì kiểu trong quân giống Viper idol bạn ý. Nhưng mà đến cái phần cái đá la đấy thì bạn ý bảo thôi tôi đi, nghe đến lắm kiểu ám ảnh ý. Thật sự là nghe cái đấy ám ảnh thật. Còn ý kiến nào khác không? Không có ai thích thêm Dash hả? Con ghẻ mất rồi. Ủa mọi người tôi thích. Em thích Run Days nhất. Em thích bài này nhất với cả cũng thích MV nhất luôn. Tại MV xem một kiểu rất là cuốn. Kiểu cái phong cách em thích luôn. Đúng đúng. Còn Rosie thì sao? Em thì cũng là cái phần thích thật. Tại vì cái phần thích thật nghe nó là cái bài nghe khá là rõ. Vậy là bây giờ mình chia làm hai team đúng không? Là John Day và Kevin Deacon. Ok, thêm Dash vì thành con ghẻ của em Heaven and Jim. Ok, bây giờ mọi người
hãy cho em biết tại sao kiểu mọi người lại thích cái bài chủ đề mà mọi người chọn đó. Như Given Taken là người đầu tiên chọn Given Taken thì chị đầu tiên ấy thì đây là cái bài như của Enhypen đúng không? Ý nghĩa của cái Given Taken này là mình Enhypen là được cho cái cơ hội review hay là Enhypen là người dành lấy cái cơ hội review đấy. Ngay ở trong cái lời bài hát cái đoạn ở giữa của Trung Quân ấy, cái lời bài hát của nó có nghĩa là nó kiểu hằng có rất là nhiều nghi ngờ bủa vây xung quanh tôi rồi điều có rất là nhiều điều nghi ngờ ở sau lưng tôi các thứ rồi, nhưng mà cô vẫn cứ bước theo cái ước mơ của mình như thế, rồi đến lúc mà khi Dương Nguyễn Nhi hát sau đấy cũng là kiểu là giữa cho và nhận, thì đây là cái khoảnh khắc mà tôi phải chứng minh cho mọi người thấy là tôi xứng đáng cái điều đấy. Kiểu cái bài này là cái chuyển đổi của anh là tuần từ Chinese thành idol, từ một kiểu thực tập sinh cho đến bây giờ thành anh Hyphen, thì em cũng phải chứng minh cho mình, cho mọi người thấy được là mình xứng đáng nhất được cái vé debut đấy trong 23 người để debut với anh Hyphen ấy. Vì dù sao cũng là sâu sống còn mà, ngoài cái tài năng thì kiểu cái sâu cũng là vote, là do fan vote ấy, thì các bạn ý đã có fan nhiều vote nhiều debut rồi thì các bạn ấy cũng phải tự chứng minh là mình có tài năng và mình xứng đáng nhận được cái slot debut đấy. Thì chị nghĩ cái bài này nó rất là ý nghĩa ấy. Thật sự là với cả có cái bài cái trận đấu anh ngang thì bài nào nó cũng có rồi, nhưng mà cái thằng thì đọc vào cái tiêu đề của cái bài đấy rất là kiểu dễ hiểu nhất ấy, kiểu ý nghĩa của bài hát đấy dễ hiểu nhất đối với chị, thế là chị cảm thấy ấn tượng. Đúng rồi, thật ra thì em cũng thừa nhận là Given Taken kiểu cái tựa đề của nó có ý nghĩa rõ ràng nhất trong số những bài chủ đề á. Đúng rồi, với cả giai điệu của bài hát khá là lạ ấy, với cả beat không quá dồn dập, không quá mạnh, với cả đủ để nghe, nên là nghe càng nhiều sẽ càng ngấm thôi. Run đây thì tôi cũng kiểu rất là dễ cảm gọi là dễ hiểu được cái ý nghĩa của nó, mà kiểu mình phải kiểu khi mà em happen ra mắt và bắt đầu kiểu thả cuộc sống từ kiểu gọi là người bình thường thay đổi thành người của công chúng và chiếu cho cái sự là nói chung là rất là loạn, và nghe cái tiêu đề nó cũng kiểu nói lên cái cảm giác mà khi say, khi mà mình em không biết nói sao mà em thấy hay là em sẽ nghe thôi. Rồi thật ra kiểu cái đây nó đùng đùng đùng, nó rất là hợp vui em, tại vì em thích nghe những cái nhạc đấy, kiểu nghe nhạc đấy xong làm việc chị mạnh đúng không? Đúng rồi, đùng đùng nó quay qua trong MV nó kiểu giật giật mấy ông trai cũng sướng, đẹp trai đúng không? Đúng, đẹp trai với lại là có cả đẹp trai đấy là ý chính, rất là ba sàn. Đúng rồi, cái tóc này xong cái bộ áo ra đấy quá là đẹp. Bài hát của em thì cái bài nào nó cũng ý nghĩa ấy, nhưng mà kiểu nếu mà theo cái gu thì chị không thích thì cái bài nào là kiểu nó quá là mạnh, vì là những cái đoạn nhạc như thế thì mình sẽ nghe được trong một khoảng thời gian ngắn thôi, còn để mà nghe được dài ấy thì đôi lúc đây rất kiểu nghe nhiều cái beat nó to ấy, nó cứ đùng 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 như thế, nên là chị thấy Given Taken nó sẽ nhẹ nhàng và nó kiểu dễ để lấn chạm đến trái tim của non fan nhiều hơn, hợp vô nhiều người hơn. So với lại Dream Day thì Given Taken nó có một cái melody để em nghe hơn rất là nhiều, rất nhất là cái đoạn mà đàn, cái đó chắc là đàn hạt nhỉ, nghe là intro đó mọi người, kiểu em bị ấn tượng cực mạnh với cái đoạn đó. Với cả là kiểu thực sự đi mà chắc chắn cũng rất là đẹp trai ạ mọi người, chơi tóc vàng ôi chơi tóc vàng là một cái theory thực sự rất là đỉnh rồi, là chị rất là thích. Nhưng mà kiểu thực sự lý do mà em ban đầu kiểu em cũng khá là phân vân và em cũng đặc biệt là em không thích Trân Say nhiều bằng Given Taken, nhưng mà kiểu sau khi mà em kiểu nghe đi nghe lại á và em coi một số cái kiểu phân tích thì cái bài Trân Say nó, nếu mà mọi người nghe kỹ thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác giống như là mọi người đang có một cái bữa tiệc ở dưới lầu á, tại vì cái bass của nó khá là ồn, nhưng mà cái kiểu ồn của nó không rõ ràng, kiểu giống như là mình đang ở trên phòng ở tầng trên xong rồi ở dưới lầu đang có một bữa tiệc, có cảm giác giữa âm nhạc với lại cái MV á toàn diện đó mọi người, cái chạy
lúc cái trải nghiệm lúc mà xem MV kiểu cảm giác nó lại sướng hơn Give and Taken. Thật ra kiểu em không thích MV của Give and Taken cho lắm. Nên là kiểu đó là lý do, có thể đó là lý do vì sao em thích Trung Say. Với lại một phần đó là cái điệp khúc của Trung Say nó khá là thông minh đó. Xét về âm nhạc mà nói. Thực sự thì mấy phần teaser mà kiểu công ty lúc mà nhà hàng để trước khi có mấy thì mic của team của Trung Say nó rất là hay, nhưng mà kiểu cái mic nó hơi bị to ấy, nó cứ đùng 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 như thế mà chị không thích kiểu như thế lắm. Kiểu có một cái producer kiểu nhận xét là nếu mà N-Hypen debut với lại Jung Jae và comeback với Kim Và Taken thì kiểu nó sẽ hợp lý hơn á, nếu mà so sánh với bài hát á. Mọi người có nghĩ như vậy không? Em nghĩ là nếu mà debut với Jung Jae thì nó hơi nó hơi không khó. Nhưng mà nếu debut với bài đó thì kiểu nó sẽ tạo một ấn tượng rất là mạnh đúng không? Đúng rồi, nó đông fan ý, kiểu cũng đông fan hơn. Không, nhưng mà chị thấy cái cách sắp xếp hợp tác của công ty nó rất là hợp lý, kiểu vì nó dựa vào không không ý. mình không nói về bây giờ, mình không nói về ý nghĩa của bài hát, nhưng mà kiểu đang xét về giai điệu thôi, kiểu độ bắt tai thì nếu mà xét về giai điệu. Nhưng mà thực sự thì chị thấy cái nếu mà The Long Lay Dead nếu mà được phát hành trước rồi để khi mà thách cần thì cũng có thể tạo ra một kiểu khi mà thách cần sau nó cũng kiểu là có thể là tạo cái hiệu ứng nó tốt tốt hơn, vì chị thấy có khá nhiều bạn không phải là fan của nó nhưng mà rất là thích Give and Taken, cũng thích kiểu thế. Tại khi mà nó kiểu dây nó khá là nó kém người nghe á, những cái bài như Trung Say kiểu nó sẽ chia ra rất là rạch ròi kiểu thích hoặc không á. Kiểu em nghĩ Give and Taken để mà comeback thì nó lại hợp tai người nghe nhiều hơn, mà để comeback với Give and Taken kiểu em cảm giác như đây là một trong những bài debut hay nhất mà em từng được nghe á. Còn cái lúc mà chị nghe thì chị cũng cảm thấy như thế, kiểu là cái bài debut nó chị cũng đã mong là kiểu công ty sẽ sắp xếp được cái bài debut nó hợp một tí, vì từ trước có hơi buồn một tí là cái show nó không được kiểu đón xem nhiều ấy, nên là chị cũng mong là cái bài debut nó sẽ được một cái gì đấy nó ổn áp một tí để cả nhóm được biết đến nhiều hơn ấy, thì Give and Taken nó cũng khá là ổn để cho cái nhưng mà kiểu không ai ngờ là N-Hypen sẽ review với lại cái concept khá là tối á, mọi người cứ nghĩ đúng 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 cái đêm cái đêm mà em hỏi em xem MV xong em bị sợ, tại vì em bị sợ là em không xem tiếp, và em không xem tiếp là em không sẽ tên lúc review đó. Lúc coi teaser em chỉ lúc coi teaser kiểu cái teaser đầu tiên em chỉ nghĩ tới gì phim chạng vạng, phim Twilight thôi mọi người. Nhưng mà kiểu nếu mà so với lại những cái tiệc mối của công ty á, em nghĩ là hai kiểu làm việc với những cái nhóm nhạc của mình khá là thông minh trong cái việc kiểu sắp xếp câu chuyện, storyline và các thứ á, mọi người có thấy như vậy không? Đúng, đúng. Nói chung là cái này là kiểu một cái đặc trưng của Hi Bé ấy. Đúng rồi, kiểu giống như là công thức giờ nó trở thành một cái công thức của hai đối với những cái nhóm nhạc á. Thì thật ra kiểu trước đây em cũng không để ý lắm, nhưng mà sau cái đợt comeback này kiểu em với chị Quỳnh là hai người làm việc với lại lời bài hát khá là nhiều á, xong rồi mình cảm thấy là cái chủ đề của cái album lần này kiểu nó được nêu ra rất là rõ luôn, kiểu trong từng bài hát luôn đó. Mọi người có thể thấy được cái sự tiến thoái lưỡng nan trong từng bài hát đó mọi người. Ừ, chị Quỳnh có thấy như vậy không? Kiểu em dịch bài nào em cũng thấy vậy. Nó theo một cái chủ đề một cái album này luôn ấy. Chị là một cái đứa không thích theory lắm, vì chị nghĩ là đã đu idol thì mình phải đu thoải mái đúng không? Nó là một cái không thể đẹp kiểu giải trí của mình mà chị không đu theory các thứ, nhưng mà chỉ cần đọc cái nội dung của các bài hát mà kiểu em đã từng giới thiệu rồi thì kiểu mình có thể dễ hình dung ra được cái bài hát nó như thế nào, rồi mình biết được cái ý nghĩa của cái bài hát thì mình cũng sẽ dễ hiểu được cái lời bài hát hơn. Câu chuyện nó kiểu là nó như là một cái câu chuyện liền mạch, được một cái câu chuyện mà công ty tạo ra cho nhóm luôn ấy. Cảm giác từ MV tới lời bài hát tới kể cả phần âm nhạc, kiểu sản xuất âm nhạc nó cũng gắn kết với lại cái câu chuyện đó, khi coi cảm giác rất là thỏa mãn mọi người. Đúng,
Nên là mọi người nếu muốn nghe nhạc thì có thể lên kênh của tụi mình xếp về sắp nha. Đúng vậy. Mười điểm. Nào, bà Hoàng Theory, có muốn nói gì không? Theory, đúng là kiểu soi chi tiết, từng chi tiết một trong cái MV đó, xong soi từng cái lời bài hát một. Nó kinh khủng lắm mọi người ạ. Xong kiểu khi mà mình phát hiện ra một cái gì đó mới thì nó kiểu ui dồi, thức tỉnh luôn. Nhưng mà cái đợt đấy thì cũng kiểu khá căng đấy, tại vì đang làm việc rất là chăm chỉ cho cái việc update rồi, xong còn thêm cái câu chuyện là Terry nữa thì đúng là đầu óc nó kiểu vừa thư giãn kiểu quay cuồng. Đúng rồi, không hiểu. Cái đấy chị chỉ cố gắng hiểu những cái lời bài hát mà Eleven đã giới thiệu thôi. Ví dụ như là kiểu trang báo ấy, thì trong World hoặc là các thành viên nhóm nói về cái nội dung tóm tắt của cái bài hát đấy là gì thì chị sẽ biết cái nội dung đấy thôi, chứ chị không biết là cái theo dây từ lúc review đến bây giờ là cái gì là chị không biết luôn. Cho nó có chuyện nó dài quá ấy, nên là nhiều khi khó để có thể nối được với nhau ấy. Sắp xếp câu chuyện. Mà bây giờ sẵn tiện đang nhắc về âm nhạc thì là chủ đề, em nghĩ là kiểu bài hát yêu thích nhất của mọi người lại không phải là bài chủ đề đúng không? Đúng rồi. Mọi người có thể cho em biết được bài hát yêu thích nhất của mọi người không? Chúa Tể Phi và bà Hoàng Cơn Sốt. Rất là nhiều luôn nha, Phi và fan. Mình nói bài thích nhất, đi xa thích nhất thì mỗi album chỉ là có một bài, nhưng mà album mới nhất đi ha. Album mới nhất thì chị thích chắc là Little Bit, một lát giò, kiểu lần đầu tiên nghe em từng hát ballad ấy. Đấy, kiểu Quy Sơn cũng bảo là cái bài lần em lần đầu tiên thử thách cái thể loại này, để cho cả mọi người biết là nhóm cũng làm được cái thể loại này, thì chị thấy nhóm làm khá tốt, là chị rất là thích cái kiểu nghe rất là dễ chịu luôn ấy. Buổi trưa chị cứ mở lên chị nghe vài lần xong lại đi ngủ, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cảm giác bài Just a Little Bit nó dành cho buổi trưa, em không biết sao, nhưng mà kiểu cứ khoảng trưa nghe nó cảm giác là thoải mái. Chị thích Go Big or Go Home, bài đấy nghe kiểu tưng tưởng, kiểu muốn nhảy nghe sướng quá mọi người ạ. Em kiểu em nghe bài đó em cảm giác như kiểu nhạc club với mọi người, kiểu đi club mà nhảy được bài này rất hay lắm. Đúng rồi đấy, trời ơi, kiểu nghe muốn nhảy lắm ý. Rosie thì sao? Em thì mỗi album thì em lại có cái bài thích nhất, nhưng mà nếu mà để gọi gần đây nghe gần nhất thì em thích Mix Up nhất trong cái Border Song. Giọng của Trung Quân trong bài rất là đặc biệt, nghe một cái bài chỉ ra ngay ấy, nhưng mà em thích Mix Up từ đợt review của album của mình. Mix Up kiểu con ghẻ mọi người, nhưng mà kiểu đúng rồi, em cũng rất là thích bài đó. Cũng là one pick của chị trong Border Carnival, nhưng mà nó là con ghẻ. Nhưng mà khi mà Rosie nói là kiểu giọng trong cái bài Mix Up nó đặc biệt đó, thành ra chị thấy đối với các thành viên thì giọng hát của Trung Ngon nó dễ nhận ra nhất mà. Đúng rồi, giọng ở trong bài đặc biệt luôn, ngày xưa đầu tiên em nhận ra ấy. Có nhiều bạn còn bảo giọng của Trung Ngon là auto tune từ trong dây thanh quản mà, vì kiểu nghe như kiểu auto tune nên thì đấy là giọng thật của Trung Ngon. Nhưng mà gần đây nhất thì rất là lớn, đúng không? Hả? Lớn, mọi người có thích không? Có, tôi rất thích luôn, trời ơi, yeah. Nghe lần đầu là kiểu kiểu bị ngọt ngào ấy. Về sub đã có trên kênh của Eleven và Đền Chi, mọi người hãy ghé thăm nha. Mọi lúc mọi lần về sub đã có. Ok, sau một cuộc thảo luận đi chặt vấn đề rất là xa thì tụi mình chơi một chút game để cho giải tỏa căng thẳng tí nha. Bây giờ mình chơi It's or That nè. Mọi người sẽ chọn một lựa chọn trong hai việc mọi người muốn làm nhé. Phải nói thật lòng nha, không được nói dối. Nói dối là trái tim đau à? Nói dối là trái tim tan nát. Tan nát. Let's go. Câu hỏi đầu tiên. Anh Tú Kỳ
cùng Sunu hoặc là anh ba chị nướng với Sunu. Ba chị nướng với Sunu. Anh ba chị nướng với Sunu. Anh ba chị nướng. À, ủa mọi người. Ăn tốt bất kỳ mọi người. Thèm tốt bất kỳ hơn thịt ạ. Xin lỗi. Vì Sunu lên mình sẽ chọn ba chị nướng. Em vừa nói ba chị nướng chị ạ. Tiếp. Wow, em gái của Nikki hoặc là chị gái của Hy Sơn. Ờ. Thế. Không khó thế. Khó. Em gái Hy Sơn thì em sẽ làm em gái. Gái được không? Gái được không? Gái. Không, không gái. Gái. Em gái của Nikki. Em gái của Nikki. Gái của Hy Sơn. Chị gái của Hy Sơn. Làm chị gái quá đủ rồi, là em gái của Nikki ạ. Nikki lúc nào cũng là một em bé, nên là muốn làm chị của Nikki thôi, không muốn làm em của Nikki đâu. Tiếp theo. Đi nhà ma với Jay hoặc đi tàu lượn siêu tốc cùng Sunu. Chị tàu lượn siêu tốc. Reminder là Sunu. Sunu hết khoảng 8 nha mọi người. Đi nhà ma. Chị hết con mấy? Đi nhà ma. Jay sẽ hết tiếng em sợ lắm. Em nhưng mà em vẫn đi của Jay. Đi nhà ma thì cũng phải Jay. Cũng sợ nhưng mà chị sẽ bảo vệ Jay. Nếu mà tôi đã xỉu gì nữa thì về nhá. Mình sẽ đi để hết cùng Jay. Đúng rồi. Chị mẹ bảo vệ Jay. Còn vậy là có ai đi tàu lượn ta? Không, nhưng mà em nghe các chị nói xong tự nhiên em cũng lại nghĩ hay đi nhà nè mà. Em sợ cảm không được. Có phải vậy phải giữ vững quan điểm không phải ông tại em đi sợ cả hai người chọn cái nào đỡ sợ hơn thôi. Em đi ăn mì cùng ramen dừ và đi đá banh cùng bóng lai và check cái này kia đi đá banh đi đá, đá banh đi ăn à, đi đâu cũng đi ăn mà mình đi cả hai được không? Không được. Đi ăn mì lắm, tóc bụng lắm. Đi ăn mì vì kiểu muốn thử cái tay kẻ tố mì của Hy Sư với là Tết cửa chứ nào. Em sẽ đi đá bóng. Tôi đang nghĩ là nếu như mình đi chơi bóng cùng với lại Nikki với Jay á, kiểu chơi xong cái hai ổng quỷ nó đổ mồ hôi á, cái xong mình đi mua nước mình đưa với ổng. Tôi chưa nghĩ đến cái phần lãng mạn, tôi đang nghĩ là bóng với bóng đó thì mình không chạy kịp hai bên nó. mình không cần chạy kịp, mình chỉ cần đưa nước khăn thôi, cho khăn cho nước cho hai. Không, đi chơi bóng, đi đá bóng là phải đá bóng. Đi chơi bóng. Ok, tiếp theo nha. Đi shopping cùng Jay và chơi game VR cùng Sung. Đi shopping, trời ơi, cái vô thời trang của Jay nó quá là đỉnh nhất chị. Đúng rồi. Trời ơi, cái vô thời trang nó rất là hợp ý của em. Trời ơi. Trời ơi, nó khó thật sự ý. Vì chị cũng muốn đi shopping với Jay và chị cũng muốn đi xem, đi chơi AR với Sung để nghe Sung hôn hết. Đúng rồi, chính xác. Cái này khó chọn thật sự ý. Nhưng mà chọn đi chị ơi. Chọn á? Thôi thì sẽ chọn đi shopping với Jay vậy. Đi shopping với Jay nhưng mà mình trả tiền thì sao? Mình phải làm đúng không? Anh ấy chọn quần áo cho mình đẹp với chị. Sẽ quần áo. Đi đâu không quan trọng, đi với người mình yêu mới là quan trọng. Không em. Nên là em sẽ phải đi có như thế. Bạn đừng có mà như thế. Có một bạn nào cũng yêu thì lắm nào, phân thân nào. Rồi tiếp theo nè. Đi tắm biển cùng Nikki hoặc cắm trại trong rừng cùng Jack. Tắm biển, tắm biển chị. Tắm biển, tắm biển. Tắm biển. Cắm trại vui mà. Cắm trại. Không, trời ơi. Cái lúc mà xuống dưới nước bơi thì... Chị đã bắt đầu đấy. Đây không, không nha. Chưa được tuổi nha. Nikki chưa được tuổi nha. Không mà biết không. Ôi tắm biển, Nikki biết bơi mà đúng không? Nikki biết bơi. Chị thứ hai chị cũng biết bơi, chị cũng đã từng học bơi rồi. Nhưng mà kiểu bây giờ lâu quá mình không bơi. Xong rồi quên mất nên là chị muốn đi được dạy bơi. Trời ơi. Không, thật ra là nhà tôi cách biển có mấy bước chân rồi. Cho nên là không muốn đi tắm biển cho lắm, muốn lên núi luôn. Mặc dù là nhà vừa có nước vừa có biển đó. Cho nên là dạ ơi, với lại mọi người biết sao không? Đi cắm trại là tối mình sẽ được nằm cùng Lào. Mình sẽ ngồi tắm biển. Ôi trời ơi, lãng mạn. Lửa mà cùng xong rồi đốt marshmallow ăn nha. Không, không, đi biển có thể đi dạo trên cát, các thứ mà đúng không? Còn xe đất này tất cả cũng lãng mạn hết. Cắm trại ở tối biển cũng được, dựng trại lên ở biển cũng được luôn. Rồi, tiếp theo. Đi dạo sông Hàn đêm cùng Hy Sơn hoặc đi công viên buổi sáng cùng Trung Hoan. Đi dạo sông Hàn với Hy Sơn.
Đi đi công viên thôi. Em cũng thích đi công viên buổi sáng thôi, nó cảm thấy đi dạo ban đêm nó ngại lắm. Hả? Nhiều ban đêm nó ngại lắm. Ngại lắm. Trời ơi, đây là nói còn nghiện còn ngại. Chị trọng đi dạo ban đêm với cả hi sinh nha. Tại vì buổi sáng thì không nổi. Đó là lần đầu tiên là lãng mạn. Buổi sáng mình có thể ngủ bù. Ngoài cái việc lãng mạn ra thì kiểu em là một người sống về đêm là... Thì buổi sáng thì không nổi. Và tiếp theo câu hỏi này 10 điểm nè. Nhảy Fever trước mặt phụ huynh hoặc nhảy Billy Boko trước mặt Anna. Billy Boko. Tại vì em thì rất là vì Billy Boko nó dễ nhảy hơn Fever. Hai là chúng ta Billy Boko nó bóp bình nhá. Billy Boko bóp bình với chị. Mọi người nó giờ không được thành như con dữ quá. Uốn cái chân chả khó ta. Đứng trước mặt em ha, nhảy bóp bình là một điều rất thử thách nha. Từ đó nhảy bóp bình rất nhiều. Không như mà bên cạnh cái vấn đề là nhảy gì thì không phải là chọn nhảy Billy Boko thì dễ được gặp Anna. Đúng rồi. Thôi. Mình quên mất hình đó luôn. Là rõ ràng. Tiếp theo nè. Bạn mẫu giáo trung ương hoặc bạn đại học chứ? Bạn đại học. Mẫu giáo với trung ương. Bạn mẫu giáo với trung ương. Bạn mẫu giáo. Em cũng trung ương. Cảm giác trung ương bạn mẫu nhỏ là rất là đáng yêu ấy. Nhưng mà bạn đại học giáo thì thường tới thời điểm hiện tại thì không còn giữ liên lạc nữa. Không, mà bạn đại học không còn trẻ to mà lúc nhỏ là mình đã thấy sẵn lên rồi. Đúng rồi. Thì cần nhìn trong con hồi bé thôi. Nghèo mã phát, tao ơi đã nghĩ rồi. Không, nhưng mà mọi người nếu mà đã chơi thân thì lại không thấy bạn mình dễ thương nữa. Đúng vậy. Còn thơm nha. Đúng không? Đúng đúng. À, học taekwondo cùng Trung Ngôn và học trực ban cùng Trung Ngôn. Học trực ban cùng Trung Ngôn. À, taekwondo với cả Thu. Bây giờ cái đấy thì là chị cũng muốn. Còn chị thích đi trực ban với cả Phong Hôn, đó Phong Hôn nắm tay chị. Trực ban mình không phải là Thu sao? Thế thì kể cả biết trượt cũng phải giả vờ là không biết. Không mà chị nhưng mà không biết thật. Không biết thật. Không biết thật chị. Không sao, chỉ cần có hoàn tử vong ở đây thì tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được. Đúng vậy. Tôi có ý nghĩ sâu xa là cái môn đấy kiểu nó cần sự khéo léo với cả nó khó với cả cơ thể của mình. Nên là nghĩ là mình sẽ sử dụng cái sức mạnh hơn. Ngã thì đau lắm anh ạ. Em đã học taekwondo cùng trung học. Một phần là tại vì trung học là bài học em mới là em cũng học võ ấy nên là học taekwondo sẽ dễ hơn đó. Em chọn học taekwondo luôn, một là vì bias của em, hai là em cũng từng học taekwondo rồi. Wow, ôi là trời, ôi là trời. Có hai người học taekwondo kẹp. Không mà sao mà anh tin nào bắt em cùng là có bảo đá cho một đá trong taekwondo ấy. Đấy, có người học, có người học taekwondo bảo vệ em. Sở hữu chân dài như Dương hoặc là da đẹp như Sương Nguyên. À, mình có chân dài rồi đây, mình thích da đẹp. Da đẹp như son nu, chỉ chọn da đẹp như son nu. Da đẹp như son nu. Con gái mà. Da đẹp như son nu. Đúng rồi. Chân dài. Đúng rồi. Cái năm tám mà sẵn rồi nên em muốn chân em dài. Không, tại vì em thấp. Đúng rồi, em quá thấp. Mắt long lanh như Trung Ngôn hoặc môi quyến rũ như chị. Mắt long lanh như Trung Ngôn. Như Trung Ngôn. Mắt long lanh. Mắt Trung Quân quá đẹp luôn. Đúng rồi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà đúng không? Ok, một câu hỏi kiểu rất là quan trọng nè. Nấu ăn cho Jay và Sunu hoặc để Nicky và Jungkook nấu ăn cho. Nấu ăn cho Jay và Sunu. Nấu ăn cho. Em vẫn sẽ chọn được nấu ăn cho tại vì ra thì cảm giác nó sẽ rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Không, nhưng mà mình nấu ăn cho người mình thích cũng hạnh phúc mà. Đúng rồi. Không nghe. Được. Không, kiểu như là được không gái mà. Đúng, mình phải được. Đúng vậy. Nhưng mà nhá, đây là đồ bếp, tổng đồ bếp của em hay phần đúng không? Mình nấu cho y một bữa, cho y nấu lại nhiều bữa cũng được mà, đúng không? Đúng. Trời ơi, là thế Xuân Hương đó, thế Xuân Hương, Nicky phải ăn cho mình. Thì sau này mình cũng ăn cho Xuân Hương và Nicky, quan trọng. Nghĩa là mình vui là được. Chẳng ai mình vui là được. Cái câu này cũng quan trọng nè. Nhìn cho cô có hoặc không? Có. Không. Không.
Em ăn được, em thấy nó cũng có mình ăn được. Sao? Chị không biết ăn mình không lần nào không biết, nhưng mà thấy nhiều người bảo giống kem nến tăng mà chị không thích kem nến tăng. Mẹ không. Em không thích sô cô la có sô cô la bên trong ấy. Ồ, nó thì không cái đấy Big Ben nó. Không, thì Big Ben nó khác mà. Thì nó cũng là min với cho cô. Min với cho cô bên trong cho cô là được. Cái ổ min cho cô á. Chắc là ăn được đấy. Ừ, chắc là ăn được vì bản thân mình rất là thích sô cô la chứ mà cho cô, nhưng mà nếu mà quên mình vào thì không chắc. Chúng mình lại bắt đầu chia đôi rồi. Thế câu trả lời thì sẽ không hề có kết quả. Có chứ đúng không? Câu hỏi cuối cùng quan trọng. Đi nhảy aerobic đường phố rồi trải nghiệm học quân sự một ngày. Chứ mất đi là chị sẽ chọn nhảy aerobic đường phố hai một kỳ ghét quân sự. Đi nhảy như thế nó còn vui hơn là đi học quân sự đấy. Chị không thể nào mà kiểu vào một khuôn khổ như thế được ấy, kiểu vì mình lười ấy. Đấy. Quân sự không phải là dành cho chị. Thôi đúng rồi. Nhưng mà mình được ăn cùng, ngủ cùng. Không tắm được cùng được. Thế đúng rồi, sẽ thế. Thật ra thì đồng chí tắm cùng được nhưng mà khác giới thì tắm cùng thôi. Nhưng mà kiểu mình có thể được ăn cùng, ngủ cùng. Nói chuyện này. Cùng. Đi tập cùng, đi chơi cùng, nghĩa là chúng em, nếu mà chị ở trong quân sự một ngày thì em nghĩ là em chịu được. Em nghĩ là em chọn dạy thì thôi biết. Tại vì em như bảo cái học quân sự của nó có vẻ không em thì là kiểu học quân sự, nhưng mà sẽ có những thời gian nghỉ mình có thể ngồi đánh nhóc hát hò hoặc là các thứ rất là vui nha. Đi đi quân sự chưa? Trời ơi, đi cùng. Ôi mà kiểu tổng hợp bắn súng với mấy anh ấy chắc là thường. Ôi, ngầu dã nha. Đâu ngầu luôn. Quân sự có một ngày thôi thì em nghĩ vẫn chịu được. Quan trọng là cái nào có như quân em chọn hết. Trời ơi, cái nào mà không về. Thôi, bây giờ mình kết thúc phần này. Ok, vậy là phần hỏi đáp nhanh đã xong rồi. Bây giờ mình chậm lại một tí nha. Thì kiểu gần đây á, mọi người có khóc vì Enhypen không? Có khoảnh khắc nào mà Enhypen khiến mọi người bật khóc không? Có fan meeting vừa gần đây. Đúng rồi, nếu mà gần đây nhất là fan meeting vừa rồi. Nhưng mà thực ra thì cái fan meeting vừa rồi cũng không nhiều lắm. Nếu mà để kể về cái lần khóc nhiều nhất thì chắc là cái hôm mà công ty thông báo mấy đứa bị dính COVID ấy. Chị buổi trưa chị đi ngủ, xong rồi đang đi ngủ thì vì máy chị không bao giờ bật thông báo cả, tức là mọi người cũng nhắn tin tới bảo là dậy đi COVID úp thông báo kìa. Xong rồi cái lúc đấy là đúng lúc chị thức dậy luôn, xong rồi đọc tin nhắn kiểu cảm giác như có lặng cả người luôn ấy. Xong rồi cũng không hiểu, cái lúc mà chị xem bài ấy thì chị vẫn rất là bình thường, nhưng mà tự dưng ngồi nghĩ một lúc tự dưng lại khóc rất là nhiều luôn. Xong rồi mấy hôm sau cứ ngồi kiểu cái hôm đấy là chị ngồi đúng là ngồi thừ ra không làm một cái gì, kiểu ngồi chỉ ngồi suy nghĩ luôn đúng một tiếng đồng hồ, mở máy lên xong rồi cứ nhìn thế, xong kiểu không nghĩ một cái gì cả, xong rồi ngồi im lặng như thế suốt một tiếng đồng hồ, ngồi khóc các thứ, phải lén không để cho mọi người nhìn thấy nữa. Đấy là cái lần đầu tiên mà mình khóc vì Enhypen như thế luôn ấy. Khi mà em nghĩ là khi nhận được tin nhóm dương tính, kiểu các thành viên dương tính, và nói đầu tiên em cũng không có khóc, nhưng mà tối nằm á, ngồi để nằm nghỉ một hồi cái tự nhiên nước mắt nó tuôn ra khi nào cũng biết luôn, kiểu nó hơi bị bối rối, kiểu là lúc mà công ty đang thông báo vậy thì kiểu lúc đấy mình cũng kiểu hoảng hết, nhưng mà sau kiểu đợi mấy ngày hôm sau thì kiểu các thành viên kiểu dần dần đăng tin là kiểu mình ổn hay gì đấy, thì kiểu cảm giác nó buồn lắm ấy, cảm giác như là có đau có các thứ thì vẫn phải làm cho fan yên tâm hơn. Thực sự là cái hôm mà đúng cái hôm mà em mình thông báo cả 5/7 người ấy, công ty thông báo 5/7 người dương tính ấy, thì đúng cái tối hôm đấy chị kiểu không hiểu sao cái hôm đấy chị không biết là chị đã ăn cái gì, nhưng mà kiểu nửa đêm dậy đau quặn ấy, đấy là lần đầu tiên chị đã bụng như thế luôn ấy. Xong rồi kiểu
sáng hôm sau tỉnh dậy kiểu nằm suốt một đêm không thể ngủ được, hôm sáng hôm sau nằm dậy cũng nằm bật máy bật xem điện thoại xong rồi lướt lại xem những cái bài thông báo của công ty, xong rồi tự dưng rồi nằm khóc, rồi vì kiểu tối hôm qua mình cũng mệt nữa, kiểu lần đầu tiên mình bị đau như thế, xong rồi cũng nghĩ đến em ấy vườn bây giờ cũng đã phải điều trị COVID các thứ, xong rồi kiểu cũng nằm khóc rồi nghĩ đến mấy đứa, kiểu nhìn mấy đứa thực sự là ngoài lúc đấy là chú Hy Sương với cả Chay là vừa mới bước qua tuổi vừa mới ăn sinh nhật hà đã bước qua tuổi 20 chính thức rồi ấy, thì mấy đứa còn lại là vẫn chưa trưởng thành ấy, mà chúng ta đã phải chịu như thế rồi, vừa là phải mà đang còn trong đợt là vừa thông báo cũng bách nữa, xong là phải rồi cũng bách luôn, vừa rất là buồn luôn ấy. Nhận đấy cũng là lần đầu tiên kiểu mình mong chờ từng thành viên một update tình hình lên ấy, cực kỳ mong chờ luôn, mong chờ từng người một. Kiểu nó sốt ruột mà kiểu nó kiểu cả người nó nóng bừng luôn, không biết chúng nó như thế nào rồi, tình hình ra sao nữa, kiểu sợ không dám đi ngủ nữa ấy. Kiểu nếu mà có thông tin là kiểu mình kiểu yên tâm không chạy theo được. Nếu mà mấy đứa đang lên thì cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chẳng xem mấy cái bài thông báo ở trên Weibo mấy đứa không đăng lên cho mình yên tâm ý, thì mình cũng cảm giác yên tâm một phần, mà cũng cảm giác kiểu thương ấy, bảo là người ta ví dụ như người ta bị ốm thì người ta chỉ biết là nghỉ ngơi các thứ, nhưng mà đây là vẫn phải cũng biết fan biết để fan đỡ phải lo lắng các thứ. Rồi năm đứa rồi chưa đủ, hôm sau hai ba hôm sau lại thông báo cho cả Nikki nữa, không phải chị vừa ăn sáng xong mở điện thoại lên kiểu cảm giác lặng cả người luôn ấy. Lúc đấy chỉ cầu mong là sao Nu là một đứa duy nhất, thực sự là chỉ mong Nu có thêm một cái thông tin. Lúc đấy chị sợ nhất là hai cái từ hello this is me with love, sự chị rất là sợ hai cái từ đấy luôn, kiểu rất là sợ mở không thông báo lên nhìn hai cái từ this is me with love là chị thấy sợ rồi, thực sự đấy. Nên là thực sự là bị bệnh thì thực sự bị cái này mấy đứa nó còn trẻ ấy, thì có thể hồi phục nhanh, nhưng mà chắc chắn nó sẽ để lại kiểu cái di chứng sau này, kiểu thế không lâu thì về lâu dài nó sẽ có một cái gì đấy ảnh hưởng. Thực sự là trước rồi chị ít khi đọc về thông tin về cũng biết lắm ấy, kiểu vì chị cũng sợ ấy, đọc nhiều mình cũng suy nghĩ nhiều ấy. Nhưng mà cái hôm đấy chị lên đọc, chị đọc thử xem là bao nhiêu ngày sau thì kiểu khỏe lại, rồi di chứng về sau thì nó sẽ như thế nào. Nên là tầm 7 đến 10 ngày sau chị toàn mong là chúng nói út đây là em đã khỏi bệnh rồi, vì tầm đấy thì tầm 7 đến 10 ngày thì sẽ là điều trị khỏi ấy. Đấy. Mà ngay cái ngày hôm đó kiểu em vừa coi thời sự của mẹ, cái xong VTV nó còn đưa một tin kiểu về những cái hậu chứng sau khi mắc Covid, cho em kiểu không đúng lắm, nhưng mà kiểu cảm giác sót á, rất là sót. Đúng là kiểu lần đầu tiên em theo dõi một nhóm nhạc mà kiểu trong thời gian nhanh mà em lại xem kiểu nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc như vậy á. Nó gần hơn một chút của cái đợt fan meeting vừa rồi nè, kiểu đang coi động encode cuối cái Nikki khóc vì nhớ nhà, và Jack cũng khóc quá trời quá đất, nên là kiểu lúc đó cũng hơi đông đớn rất nhiều người. Thì đó cũng thấy tội mấy đứa kiểu xa nhà chỉ có một xíu, cũng là một xíu thì cũng mới 15, 16 tuổi, 14, 15 tuổi là phải xa nhà, xa gia đình rồi. Tiết kỳ đến 2 năm, mình như 2 năm mình chưa mình gặp ba mẹ á, nên là mình, cá nhân mình đây mình đi học xa nhà mà kiểu 6 tháng không được gặp ba gặp mẹ thì cũng nhớ nhà muốn chết được, muốn ngồi với thằng nhỏ 2 năm chưa được về nhà. Ừ. Thực sự mình như khi sang Hàn từ năm 14 hay sao ấy, cũng tầm 2 đến 3 năm rồi. Là thứ sự là trong em này của người thơ Nikki nhất vì nó nhỏ nhất mà, xong rồi còn không được gặp bố mẹ. Hôm fan meeting thì chị không xem cái phần Nikki phát biểu, thì chị đi mất rồi, chị để máy đấy nên là chị không xem được cái phần của Nikki. Nhưng mà lúc sau chị đọc cái phần chan lại để mà chan lên để update đấy, thì cái đọc đến cái phần đầu thì thấy vẫn bình thường, cho đến cái đoạn là Nikki bảo là em cũng cảm thấy nhớ nhà ấy, nhưng mà kiểu nhiều lúc không muốn nói với các anh, xong rồi giữ cho mình, xong rồi gặp các fan thì lại muốn nói là mình nhớ nhà. Thực sự cái đoạn thì chị chỉ đọc chữ thôi, không nhìn thấy là nói, nhưng mà chị cũng đã khóc thực sự luôn. Thì đó
Tại vì kiểu đôi khi nhìn đứa khi nó cứ vui vẻ, nó cứ nhìn những đứa khi trưởng thành, nó cứ là mình không có để ý nhiều, nhưng mà sau này kiểu nó chỉ mới có 15, 16 tuổi, cảm giác kiểu nó xa gia đình từ quá sớm. Kiểu em để ý là Nikki cũng là người cũng không có bộc lộ cảm xúc của mình nhiều, nên là lúc Nikki khóc là kiểu em bị vỡ òa luôn. Nghe chút mặt phụ huynh. Thì đó, trời, những người mà lúc nào cũng vui hình với vui tươi. Vui tươi thì kiểu nếu khi mà mình đã trải lòng rồi thì rất là kiểu như khi mình thường là hay trêu mọi người rồi kiểu hay cười hay đùa các thứ, nhưng mà thực sự thì nó suy nghĩ vẫn là kiểu người lớn ấy. Nói gì nói chứ bị 15, 16 tuổi mình kiểu mình lúc hồi mình 15, 16 tuổi mình còn trẻ trâu muốn chết, kiểu có mẹ có ba ở bên cạnh đó. Đúng rồi. Có thành viên nào mà gây ảnh hưởng lớn nhất đối với mọi người, một ảnh hưởng mà kiểu khiến mọi người thay đổi mình luôn á? Kiểu trước em hai tuần thì em cũng có stan các nhóm cùng công ty, nhưng mà tất nhiên là em sẽ không mua cap hay là mua album gì hết. Những mặt tự nhiên nó lạ lắm mọi người. Tự nhiên em được add vô cái group tao, xong rồi tự nhiên ở trên bàn học của em nó xuất hiện album rồi gì á, nó lạ lắm. Với lại là nó lạ tâm linh chứ em không phải nhà. Với lại là kiểu ngày trước khi mà em design ấy, em dễ bị nản ấy, dễ bị upload á. Và em thực ra là nói thì hơi ngại, nhưng mà em sẽ lên gọi là sao nhỉ, em sẽ dễ nhìn ảnh của người ta và làm theo á, nhưng mà vẫn sẽ có một cái gì đó của người ta, tức là em không tạo ra được cái riêng của em trong cái sản phẩm đó. Thì kiểu xong là em xem Island, xong mọi người biết là cái lúc tranh pop của mình ấy mà không được ấy, từ đó là đẩy xuống top 7, top 8 luôn. Kiểu cái cảnh đấy nó rất là gây ấn tượng với em. Và sau này em nghĩ là thì mình cũng phải như thế. Tức là khi mình gặp khó khăn thì mình không phải được bỏ cuộc, mà mình phải tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề đấy. Kiểu nếu mà mình không bay được thì mình chạy, mà mình không chạy được thì mình đi. Thì bò. Không bỏ được thì lé. Là mọi cách miễn là mình đi được là được, mình tới được đích là được. Nên là sau này là kiểu em dần cảm thấy kiểu hứng thú với công việc của mình hơn ấy. Nên là em mới thích làm việc. Wow. Còn ai nữa không ha? Kiểu em có một câu chuyện kiểu nó khá là cá nhân á. Thật ra thì đầu học kỳ này em đã quyết định là em sẽ ngưng học để ôn thi vào một trường khác á. Thật ra kiểu ban đầu em cũng khá là phân vân về cái quyết định này, kiểu tại vì nếu mà là như vậy thì em sẽ mất luôn cả 2 năm. Nhưng mà thật sự thì với cái ngành học hiện tại của em, kiểu em thấy em tự bản thân mình thấy là mình thích, nhưng mà mình thích chưa đủ. Và thật ra thì ban đầu em phân vân rất là nhiều, nhưng mà sau khi kiểu em coi Alan, em coi Enhypen, cầm thang của Enhypen thì cái chuyện mà Sung Hoon bỏ cả 10 năm làm vận động viên của mình để theo đuổi một cái giấc mơ mà nó không có vững vàng, kiểu nó không có gì chắc chắn hết á, thì kiểu em chỉ suy nghĩ là nếu mà nó đã cố gắng suốt 10 năm như vậy mà bây giờ nó dám bỏ thì mình chỉ mất có 2 năm thôi, tại sao mình lại không làm như vậy. Hiện tại thì bây giờ em vẫn đang trong quá trình ôn thi và luyện thi để thi vào một trường đại học khác. Đây là đó là lý do tại sao mà tôi respect em và chị xì với mọi người quyết định bỏ học. Bỏ đã 2 năm đã học rồi, đi thi lại không dễ dàng. Đúng rồi vì lúc trước ấy, thực sự là bây giờ chị đang học kiểu trường học của chị, chỗ đèo chị cách rất là xa nhà của chị, nó rất là khó đi đi về, mà mẹ chị lại không thích thế. Mẹ chị đã từng bảo là nghỉ thi lại kiểu thi gần trường hơn, gần nhà hơn, nhưng mà kiểu lúc đấy chị không
không muốn thi lại, không muốn quay lại những cái ngày mà vùi đầu vào sách rồi siết chết như thế nữa, là chị bỏ luôn. Thi hai năm rồi vẫn muốn thi lại rồi, rất là đỉnh luôn đấy. Nhiều lúc kiểu mình cũng nản chứ bộ, nhưng mà mình cũng muốn bỏ học, nhưng mà mình kiểu nghĩ là bỏ 2 năm mình thấy ổn các kiểu các thứ, xong cái tự nhiên nó thật ra lúc đó em hỏi rất là nhiều người. Dạ. Em cứ luôn nghĩ là quỹ thời gian của em kiểu rất là có hạn á, kiểu em phải làm mọi thứ thật nhanh, nên là kiểu nói chung là em cũng à, bây giờ thì kiểu sau khi mà đã đưa ra được quyết định và kiểu em biết là em muốn làm rồi thì mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn, dễ thở hơn rồi. Dạ. Dạ. Ok, đây là một câu hỏi liên quan tới nghề nghiệp khá là nhiều. Và, với tư cách của những updater á, thì mọi người phải cứ liên tục cập nhật tin tức của nhóm vậy. Thì mỗi lần cập nhật tin tức như vậy thì mọi người có luôn phải tự dạy bản thân mình là không thể để cái cảm xúc của mình chi phối đến công việc, hoặc là kiểu mình cảm xúc mình như thế nào thì mình thuận theo như vậy thôi. Kiểu, tại vì đôi khi cảm xúc mình quá mạnh mẽ thì kiểu nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều tới công việc của mình đó. Thực sự thì đây là cái bếp đầu tiên mà chị làm, mà cũng là một cái kiểu là nói chung là kiểu ngay những ngày đầu về cả là chị là một người kiểu dựng lên cái bếp này luôn ý. Thì ngày trước chị kiểu xem rất là nhiều bếp, xong rồi chị cũng nghĩ bếp là một cái nơi phải rất là nghiêm túc, là chị không bao giờ đặt kiểu nói những cái điều mà mình suy nghĩ ra để mà viết lên bếp cả, kiểu làm rất là cái robot luôn ý, nhất tin tức rất là khô khan các thứ. Nhưng mà sau này khi mà dần ấy thì đã ấy hơn rất là nhiều, kiểu mình không còn là quá một cái khuôn khổ nó nhiều quá. Updating bình thường thì chị thấy nó không có cái gì khó cả, mình vẫn phân biệt được rõ ràng các thứ. Nhưng mà nhất là úp những cái tin mà ví dụ là tin em là bị ốm này, là hôm trước khi xưng bị phải bị bệnh nhưng phải đi phẫu thuật ấy, thì thực là cái hôm đấy chị tay chị rất là run luôn, xong rồi kiểu không biết rồi bị sai ý. Xong rồi các bạn vào nhắc, xong rồi nhắc này, comment nhắc này, xong rồi chị cũng không biết là cái bất cứ là cái gì cơ. Xong rồi chị dịch xong update lên, xong rồi chị tìm lại cái tên đấy, rồi update trời, lúc đấy mình rất là run, nên là mình cũng không biết là mình có đúng không, chị phải xem bài tận 10 lần, đọc lui đọc tới xem còn chỗ nào mình sai sót không. Vì cái hôm đấy cái bản tiếng Anh ý, công ty mà viết sai cái ngày phẫu thuật thì là chị cũng viết sai như nó luôn. Xong rồi lúc sau chị mới đọc kỹ lại rồi, đa phẫu thuật rồi chị mới chỉnh sửa lại cho nó đúng. Thì thật sự là có những lúc mà cái tin bình thường, tin về lịch trình của anh em mình chị thấy rất là bình thường, nhưng mà cũng là một cái tin tin kiểu là về về những gì mà kiểu liên quan đến heaven, về thể chất các thứ ấy, thì cảm giác mình không được tỉnh táo cho lắm cái lúc mà đầu ấy. Đấy. Nào mình cũng phải úp lên một lần này xong rồi lại một lần nữa chỉnh sửa rất là nhiều lần thì mới hoàn thiện được cái bài đăng này. Một tin nên là chị có cái tập là úp đấy xong thì chị sẽ đọc lại tầm 2-3 lần, xong rồi lâu lâu có xem có cái lỗi nào nữa không, vì chị cũng là người hay bị sai chính tả nữa. Xem rất là nhiều lần. Sao ta làm admin fanpage mà thì làm dâu trăm họ, và thật ra làm admin fanpage mình cũng kiểu thì đó, không vừa ý người này, người ý vừa ý người này, nhưng không vừa ý người kia, chính người ý nói chuyện ta thành trăm ý luôn á. Thì đó, nhưng mà với lại là mình làm admin fanpage thì mình cũng là một trong những người có thể được gọi là tiếp cận thông tin từ công ty official nhanh nhất và sớm nhất, nên là đôi lúc mình cũng cần phải là người giữ bình tĩnh đầu tiên. Để mình thực ra thì cha không có dám nói là mình là tụi mình là người dẫn đầu phân đâm hay gì hết, nhưng mà fanpage mà tụi mình cũng coi như là một bộ mặt của các fandom ở Việt Nam mình đó, mình cần phải bình tĩnh, mặc dù được trong lòng mình phải mất bình tĩnh lắm luôn á, nhưng mà mình cũng cần phải giữ bình tĩnh để an ủi fan, an ủi những cái bạn khác trong fandom. Nhiều khi mình cũng không muốn cái bếp mình nó quá to ấy, kiểu mà càng to càng nhiều người biết đến thì sẽ càng kiểu rất là nhiều cái sự soi mói, các thứ. Đặc biệt là bếp mình là bếp cả nhóm, đúng không? Đúng rồi. Mình kiểu nhiều khi những cái sai sót kiểu sót thành viên
Từ mở lúc mở Pet cho đến bây giờ thực sự luôn ý, lúc nào chị cũng có cảm giác lo lắng là mọi người sẽ nghĩ là Pet mình thiên vị bất kỳ một đứa nào đấy. Thực sự chị luôn nghĩ thì đúng là chị có PH thật và chị cũng kiểu là thiên về PH như thế, nhưng mà thực sự lúc mà làm trên Pet thì chị sẽ thấy thông tin của ai thì chị sẽ update hết, nói chung là đó, mình sẽ chia sẻ đều hết tình cảm của cho cả 7 người ấy. Đúng rồi. Có những lúc mình cũng nghĩ là sợ các bạn có nghĩ Pet mình là thiên vị người này, thiên vị người kia hay là không, nhưng mà thực sự là mình muốn nói là ở Pet thì mình không có nghĩ gì hết cả. Có những lúc kiểu thiếu sót ấy, như là cái hôm fan meeting đúng không? Ừ. Chị đã cap hết rất là nhiều hình của cả nhóm luôn, nhưng mà cái hôm đấy là chị hay có suy nghĩ là bây giờ chị nên để hình trung luôn trước, là leader lên trước, hay là để hình anh cả hình đi xuống lên trước. Thế là hôm đấy chị suy nghĩ như thế. Nhưng mà lúc đấy vừa uống vừa cắp hình xong rồi vừa xem, là bị uống quá là thiếu mất hình trong luôn, không mải xem không check hết rồi các bạn hỏi mới nhận ra. Thực sự lúc đấy kiểu rất là sợ ấy. Thế kiểu cảm giác cũng mà cũng nghĩ được mọi người sẽ nghĩ là biết mình thiên vị em quyền, nhưng mà thực ra là mình yêu hết tất cả em quyền rồi. Thì mình hỏi nhau cũng đã nhiều rồi ha, chia sẻ cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ em chỉ muốn hỏi một người một câu cuối cùng nữa thôi, là vì sao lại là em hai bên? Vì sao lại chọn em hai bên thì chị thấy vì em hai bên là em hai bên thôi. Thì người ta bảo là một khi mà đã thích một người kiểu đã có cảm tình rồi thì sẽ không tìm được cái lý do đúng không? Chị cũng không hiểu tại sao là mình lại chọn xem Island, chọn là theo dõi anh hai tuần mà kiểu cứ tự nhiên như thế mình theo dõi rồi mình có tình cảm, mình bắt đầu như thế sóng fan gân của anh hai tuần như thế cứ thế trôi qua thôi. Thì chị nghĩ là vì anh hai tuần và anh hai tuần, nếu như mà anh hai tuần không phải là 7 thành viên như bây giờ là những người khác thì chị nghĩ là chưa chắc chị đã chọn theo dõi anh hai tuần như ngày hôm nay. Chị theo dõi anh hai cùng chỉ đơn giản là các thành viên anh hai cùng có những thành viên mà chị yêu thích, có những người mà chị thương, chị nghĩ thế. Thực ra ấy, thì vừa mình xem Island ấy thì mình rất là thích Hoa Lai, rất là ngưỡng mộ tình bạn của Hoa Lai ấy, nên là mình đã quyết định nếu như mà Hoa Lai debut cùng nhau thì mình sẽ theo anh hai cùng, nếu không thì mình sẽ có thể là sẽ không ở đây đâu. Còn em thì nghĩ là cái kỹ năng sân khấu là điều đầu tiên, tại vì là em cũng thắc mắc là tại sao mình lại thích em hai phần kiểu giữa cái công nghiệp K-pop kiểu bao nhiêu là nhóm nhạc như thế, kiểu có xem stay cũng có nghe nhạc, nhưng mà tại sao lại chọn Stan and Heaven. Thì em nghĩ là do cái dấu gạch nối, do cái sự liên kết đặc biệt nào đấy, đặc biệt vô hình nào đấy mà em cảm nhận được cái nhiệt huyết sân khấu của họ. Em nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Đôi khi đến với nhau như duyên thôi đúng không? Em nghĩ với em thì thật ra nếu mà hỏi tại sao thì em cũng không biết trả lời sao cho nó rõ ràng cụ thể, nhưng mà đối với em thì em cảm thấy là mặc dù Enhypen thì không phải là idol đầu tiên mà em stan, nhưng mà Enhypen thì em có cảm giác rất là gần gũi đó. Chắc là do là tuổi của các thành viên trong nhóm cũng khá là gần với tuổi của em. Tất cả là mọi người stan idol K-pop thì người sẽ vì cái idol đó mà cố gắng cái thứ, thì với em cũng vậy, nữa là từ khi stan Enhypen thì em làm rất là nhiều việc cũng như là thử được rất là nhiều điều mà bản thân lần đầu trải nghiệm. Với cả như là em cũng nói là tại vì anh hai cùng gần tuổi em á, nên là cái tương lai sau này của nhóm cũng rất là dài, đồng nghĩa với việc là cái cơ hội để em theo đuổi idol nó cũng sẽ, cái khoảng thời gian nó cũng sẽ dài hơn, nên là điều đó cũng giúp em cố gắng hơn với nhóm. Chị thấy cái này thì chị đồng cảm nè, tại vì thật ra thì idol gen 4 độ tuổi nó cũng cỡ này thôi đúng không, cũng ngang ngang nhau thôi, nhưng mà so với những idol trước đó của chị thì Enhypen là nhóm nhạc kiểu chị cảm thấy tính cách của nhóm nó hợp với lại chị nhất, tại vì độ tuổi của họ. Cái thứ hai nữa là từ khi mà theo chân Enhypen thì
chị cũng bắt đầu làm những cái thứ mà trước đó mình muốn làm nhưng mà không có động lực để làm. Đến bây giờ thì kiểu mình lăn xả, mình làm đủ thứ luôn, những cái thứ mà mình trước đây kiểu mình tìm rất là nhiều cách để mà không phải làm nó, mình sẽ tìm ra những cái lý do để trì hoãn. Thì em đầu tiên thì em bị thu hút bởi kiểu của Island đầu tiên ý, thì là đầu tiên là do âm nhạc của Island thì nó rất là hợp gu của em. Sau đấy thì em kiểu là đầu tiên em xem chương trình Sống Còn và em kiểu rất là thích cái tương tác của các thành viên tham gia ấy, và càng gần đến những phần cuối chương trình thì lại càng cảm nhận được một cái sự gắn bó. Và thế là, và nhất là khi mà biết pick của mình được ra mắt đi thì quyết định là sẽ stan, và nhưng mà đấy cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Và để mà tiếp tục đi cùng đồng hành với Happen nữa thì trước đấy là tại vì Happen kết thúc Island xong thì cũng còn một thời gian nữa rồi mới debut, thì em theo dõi các content như là kiểu Happen lên 2 thì cảm thấy nhóm rất là gần gũi và chân thành với nhau, thì nên là kiểu em cứ tự nhiên bị thu hút theo, xong rồi dần dần rồi ra mắt các thứ. Cho đến bây giờ thì em cảm thấy là Happen chưa bao giờ khiến cho em cảm thấy thất vọng và hối hận vì mình đã stan ý. Nếu mà được hỏi là vì sao lại là Happen thì gia đình đây là lần đầu tiên chị đu show Sống Còn, bởi vì trước đó chị chưa bao giờ đu một show nào, Sống Còn nào, kiểu Mnet cũng có rất nhiều show đúng không, nhưng mà đây là show đầu tiên chị đu. Thì ấn tượng đầu tiên với chị là Hy Sưng, thành viên gây cho chị nhiều ấn tượng và đồng cảm nhất, bởi vì chị chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ đu idol nào nhỏ tuổi hơn, cho đến khi thấy màn biểu diễn của Song Hoon này, trong buổi của Jung Won này, thì bắt đầu chị cảm thấy là chắc mình cũng hợp với idol nhỏ tuổi hơn đấy nhỉ. Mọi người cũng bảo là ừ thôi, support thôi chứ không đu đâu. Nhưng mà cuối cùng lại bị tình cảm của sự gắn kết của các thành viên ấy làm cho lay động, thế là cuối cùng cũng đi theo để support nhóm, đi theo để kiểu đu nhóm ấy. Đấy, và từ đi theo nhóm từ hồi debut cho đến bây giờ cũng đã trong 1 năm. Em nghĩ kiểu rất là nhiều người ban đầu sẽ có cái ý định là ok mình sẽ support thôi, mình sẽ không có đu theo nhóm đâu, nhưng mà khi mà đã biết tới kiểu hiểu được tính cách của từng thành viên á, thì kiểu đó sẽ là thứ mà khiến mình bị gắn kết với nhóm luôn. Em nghĩ là như vậy sẽ như vậy, tại vì chính bản thân em cũng là như vậy. Vậy là tập đầu tiên của em talk với chủ đề là Into the Island đến đây là phải kết thúc rồi. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều tới mọi người, những admin của anh Hai Phần Engine đã dành thời gian để cùng ngồi lại với nhau để tâm sự. Mọi người có thể bày tỏ cảm xúc của mọi người hiện tại được không? Em thấy rất là vui mọi người ạ. Có thể là do em thích nói chuyện và thích trao đổi vì về thay đổi, và kiểu mọi người cũng rất là dễ thương, nên là tổng quan cảm xúc hôm nay là rất là vui và rất là thỏa mãn được với một con thích nói chuyện như em. Chị cũng thấy rất là vui khi mà được ngồi lại chia sẻ câu chuyện của mình, câu chuyện của Pet từ những ngày đầu cho mọi người nghe. Và mong là sau này mọi người sẽ đi cùng với em đến chim thật là lâu nhá. Sao lại đi? Lâu lắm rồi mình cũng không nói chuyện với cả ai mà lâu như này. Nên là mình nghĩ là mình được giải tỏa ấy, giống như kiểu là xả stress. Mình cũng cảm thấy rất là vui, cảm ơn anh em thì anh Chin đã tạo ra podcast như này để cho chúng mình có thể trò chuyện cùng với nhau nhé. Cảm ơn. Em không kiểu em không giỏi ăn nói thôi, cũng kiểu
À, ngại khi mà nói chuyện trực tiếp này nên là có gì hôm nay mà nói chuyện kiểu lời này lời kia vớ vẩn quá không hay thì mong là mọi người từng đấy cũng thấy rất là vui vì kiểu em không giỏi kết bạn lắm đấy ạ. Có thể nói đây là lần đầu tiên em kiểu nói chuyện với bạn các bạn lâu rồi như thế này nên là kiểu cũng rất là xúc động, cảm ơn mọi người rất nhiều. Quan trọng là thoải mái là được rồi chứ nói chuyện nghe như thế nào chả được đúng không? Còn em út thì sao ta? Em cũng cảm thấy rất là vui, với cả em cũng chịu cũng rất là ngại để nói chuyện trực tiếp á, nên là em thì sở thích nghe mọi người nói chuyện nhiều hơn, với cả là em rất là thích nghe những cái câu chuyện về mấy chị cùng fandom để nghe về idol ấy, nhưng mà trước giờ thì ít có ai kể về những cái chuyện này cả, với cả cũng là nhờ cái podcast này mà em câu chuyện như là kinh nghiệm từ các chị nên là em thấy rất là vui, như là rất là cảm ơn những cái chuyện podcast này. Em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã chịu ngồi lại nói chuyện cùng em. Tuy rằng rất là tiếc vì chương trình đã kết thúc nhưng mà chúng mình sẽ sớm được gặp lại nhau thôi nha. Nên là hãy chờ đợi tập 2 của N-Talk nè. Đừng quên follow N-Engine Việt Nam trên Facebook, YouTube và cả TikTok nữa để được cập nhật đầy đủ mọi tin tức về N-Engine. Một lần nữa thì N-Talk cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Bye bye. Bye bye. Bye bye.